kỷ niệm. Bình minh tinh bì ha. Trời luôn mày nè, trời ơi đông quá. Oh my god.
Sáng là anh chị đu đờn rồi. Khu này rất là nhiều thiên nga các bạn ơi. Và hiện tại thì mặt trời đã lên cao chót vót rồi. Bên kia còn thấy cái này nữa. Và khúc này thì là khúc có rất là nhiều thiên nga luôn. Chim bay nè ha. Mặt trời lên cao chót vót các bạn ơi, và mình đang thấy một mình được xem người Omachi tiếp ha. Và sau khi tụi mình ăn sáng các bạn sẽ đi check out và trở về Brisbane. Sinh hả? Và kia là một cái thùng rác của mình. Và bây giờ tụi mình ở đây là đồ đạc của mình đang xếp dỡ đây. Đó. Rồi dao còn ăn chưa hết nữa. Mình đang từ bến tàu tới bến
tram ba bè ba bè bè để mà về the main station ở Potsdam. Sau đó tụi mình sẽ từ đó đi tới main station in Berlin và sau đó sẽ về Dresden. Ôi, tụi mình sẽ khổ đau các bạn ơi đây. Hành trang cho 3 ngày đây. Và mình sợ lạnh nên mình lấy mình mặc một cái áo rất là to sủ ở đây, nhưng mà nóng, nóng quá. Đây, hey. Ok, thì bây giờ tụi mình đang ở trạm này, thì bây giờ sẽ tới trạm này ha. Ở đây là một cái bản đồ của em ở trạm ở đây. Ở bên kia lọn với bớt và chen thì tụi mình đã về nhà rồi, và tụi mình mua cái bắp thêm mà ăn lấy sức, và sau đó sẽ nghỉ ngơi một xíu. Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở các video.
sắp tới của mình nha. Em rất xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn có thể comment phía bên dưới cho mình biết ý kiến của các bạn về video này ha. Và các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ, theo dõi kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video sắp tới của mình ha. Và cảm ơn, thật sự cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ, và nó làm cho mình có thêm động lực để mà có thể làm nhiều video mới sắp tới về board game và cũng như cuộc sống của mình ở bên châu Âu cũng như là nói chung và Tây Ban Nha rất nói riêng ha. Thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn tại những video sắp tới của mình. Bye bye.